xin chào mọi người. Lâu lắm rồi mới lại livestream. Chào Cao Kiều Trang. Đợt này Linh Vưu nhiều công việc quá, rất là bận rộn, cho nên là không thể nào livestream được với mọi người nhiều. Hôm nay mới có thời gian rảnh ở nhà và livestream cùng với mọi người. Cảm ơn Lê Huyền. Xóm trọ thiên đường á, chị cũng chưa biết, để chị hỏi đạo diễn xem nhá, xem là khi nào ra nhá. Ở đây để bật nhạc cho mọi người nghe cho nó vui tươi một lát. Cảm ơn Tùng Bi. Chào cô chủ nhà họ. Chào Đăng Đoàn, chào Hoàng Giang, chào anh Tuân. Chào Thu Hiền. Chào Bi Bi Vân. Xem có bài mới có gì hay ha. Cảm ơn Công Khánh. Tí ăn gạo được, ai biết nấu nhà đâu. Hỏi người ta nấu ăn như nào cũng một thừa, hỏi cái đầu gối luôn à. Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa để em phải lo lắng mỗi ngày, nhưng em ơi hãy tin anh.
và sáng sủa hơn đúng không? Tại để buộc tóc lên là buộc tóc nhiều tóc hay bị đứt, nó không tốt cho tóc đâu. Chưa? Mẹ hay phép tặng về nha. Đã bảo là không đi. Chị tính chị mâu thuẫn cho nên là mọi người xem ngôi nhà chung ấy thì sẽ biết là tính của chị bên ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra là mình rất là người lớn, rất là kiểu lạnh lùng. Nhưng mà thật ra tính của chị Miu rất là trẻ con đúng không? Và trong cái tủ quần áo của chị Miu đều có hai loại quần áo, đó là quần áo kiểu công chúa cute và một loại quần áo là kiểu dạng như kiểu chảnh chọe rồi lady kiểu dạng vậy. Và nói chung là cứ quần áo nào mà đẹp thì chị Miu mặc thôi, chứ còn không quan trọng nó là một cái thể loại phong cách gì. Nhưng cái phong cách mà chủ đạo nhất thì vẫn là sexy lady. Son màu của chị là son màu đỏ tươi, mà cốt của đằng tít đằng kia ngại lấy quá. Và chị Miu quen anh Trân hay anh Phong
Vậy bữa thấy anh Phong đăng tầm ảnh nắm tay thế giống chị lắm. Chị chẳng quen anh nào cả. Điều ngoài chỉ có người yêu mà. Và kiểu cũng nhiều phong cách như thế. Nên là thường mà nếu mà đi sự kiện thì là kiểu như công chúa, kiểu váy xòe, tất các thứ này nọ. Có lẽ là bây giờ mình chị Linh sẽ chặn một số những bạn nào mà nói vớ vẩn thì chị sẽ chặn luôn Facebook của bạn đó nhá. Chị 93. Chị dùng kem dưỡng hãng nào vậy? Chị dùng cái gì nhỉ? Bộ dưỡng trắng da hoàng cung ấy. À, nếu như mà nhiều bạn đã hỏi như vậy thì nhân đây chị cũng giới thiệu luôn. Có một số những cái sản phẩm mà chị thấy dùng cũng rất là tốt. Của một bạn tên là đây, Facebook của bạn này đây này. Chị cũng hay mua đồ của bạn đó. Đây Facebook này này. Đây. Để quay lại cho mọi người xem nhá. Thì nhân đây chị cũng có một vài cái sản phẩm mà chị cũng hay mua của bạn đấy. Thì những bạn nữ nào mà quan tâm thì hãy nghe nhá. Đây chị có một cái bảng mắt này. Chị hay dùng, nói chung là nó cũng có nhiều màu lắm. Và chị cũng có nhiều bảng mắt khác nhau, nhưng mà chị thấy là dùng cái màu này là nó kiểu như là đẹp nhất, mà nó kiểu giữ màu được lâu, kiểu kể cả mình không cần bôi cái sáp mắt nhưng mà nó cũng giữ màu rất là lâu và nó màu rất là tươi luôn á. Tên của nó là cái gì, Kalin Light này. Có một số những cái màu mắt, nói chung là nó mịn, và cả những cái màu mà kiểu nhũ nhất các thứ, nói chung là nó cũng đẹp đi bar hay là đi sự kiện các thứ thì nó rất là lấp lánh. Đấy. Tiếp theo nữa là một cái kem nền này nó ít có chì lắm, nó rất là ít có chì. Và nó cũng rất là hợp với cái da của chị, bởi vì da của chị rất là sáng, da chị rất là trắng, cho nên là khi mà dùng những cái màu sáng như thế này ấy, thì nó rất là ăn. Và nó cũng có nhiều màu khác, những cái màu như kiểu là màu da hay là màu tối các thứ đấy, chung là nó khiến cho da của mình sáng mịn. Đấy. Còn một cái nữa là cái bông này nhìn trông rất là đáng yêu không ạ? Cái bông này nó rất là mềm. Ở ngoài nhiều những cái cửa hàng chị thấy bán ấy, cái bông này nó cứng lắm. Và kiểu đánh nó không ăn nền các thứ ấy, nhưng mà của bạn này bán thì nó rất là mềm. Này. Nó rất là mềm và đánh vào mặt ấy, nó rất là mịn luôn, rất là êm luôn. Chị giới thiệu qua về mấy sản phẩm mà có một số bạn hỏi chị mà, là về phấn mắt, về cả kem nền rồi bông phấn các thứ. Thì mọi người cứ vào trong cái Facebook của bạn Hạnh đó để
tìm hiểu thêm nhé. Nếu mà các bạn muốn biết bao nhiêu thì các bạn cứ vào Facebook của bạn Hạnh này để hỏi nhé. Bộ dưỡng da hoàng cung á, bộ dưỡng da hoàng cung giờ chị hết đều. À, mấy cái kem nền này thì là của bạn ấy bán, nhưng mà về những cái dòng mà trị mụn hay là những cái sản phẩm trị mụn hay hoặc là làm kiểu dưỡng da các thứ thì chị bán rất là nhiều và chị cũng sử dụng luôn. Thì ở đây chị cũng có một vài cái. Đâu hết ta? Chị có bán tắm trắng. Nhiều đồ quá. Đây. Đây là tắm trắng coffee. Cái này chị còn đang sử dụng đây này. Tắm trắng coffee này thì nó rất là trắng và cũng khiến cho các bạn kiểu bật lên khoảng 3-4 tông trong vòng một lần tắm. Một set này là tắm được 2 lần em ạ. Và trong này nó có tẩy da chết và có luôn cả kem dưỡng. Chị không có cọ xe vết thâm hỏi cái bạn Hạnh kia kìa. Đấy. Và một set này là có hiệu quả em ạ, chắc chắn là hiệu quả. Và một set này thì là 280.000 và dùng rất là tốt, da còn rất là mịn nữa. Chị cũng dùng luôn. Chị vừa bán chị dùng, có khi chị còn dùng nhiều hơn cả bán nữa. Ngoài ra chị còn có cắm gạo nè. Một tuần thì tắm một lần thôi, còn sử dụng những cái khác nữa. Ví dụ như là Linh Miu ấy, một tuần Linh Miu tắm cái đó một lần. Nhưng là Linh Miu tắm cắm gạo nữa. Tắm cắm gạo là cắm gạo có thể dùng cho cả mặt, cả da mặt, cả body. Và tắm cái này là khoảng tầm 2 đến 3 lần trong một tuần. Đấy, và tắm bằng cái này thì các bạn sẽ giảm kiểu như là đi nắng về ấy, thì nó sẽ làm cho da của các bạn không bị cháy nắng. Nghĩa là khi mà da mà đi nắng về á thì nó sẽ đỏ lên đúng không? Và khi mà mình đắp cắm gạo vào thì nó sẽ hết đỏ, bởi vì đỏ nó sẽ chuyển sang đen, cho nên là các bạn phải để cho da của mình nó nhả nắng ra thì nó mới có thể giúp cho da mình sáng lên được. Và cái đó thì còn chữa cả mụn đầu đen nữa. Linh Miu có bột nghệ vừa có thể uống được. Chị có kem trị mụn không? Chị không có kem trị mụn, nhưng mà chị có thứ này để trị mụn là bột tinh bột nghệ. Biết nó đâu à? Yeah. Ở trong kia hết rồi. Tinh bột nghệ là có thể uống và đắp được luôn. Tinh bột nghệ mà chị bán có thể vừa uống vừa đắp được luôn. Và chị không bán son. Uống mỗi ngày trước khi mà ăn sáng, cộng với là mình đắp một tuần 3 lần thì mụn của các bạn sẽ giảm rất là nhanh. Và chỉ trong vòng 3-4 ngày là mụn có thể giảm đi một cách tối đa luôn. Với những bạn nào mà mụn quá to, quá nhiều các thứ ấy thì nó sẽ chữa các bạn về nội tiết. Bởi vì khi mà các bạn bị mụn ấy thì sẽ là do nội tiết của các bạn, chứ không phải là do cảm ơn anh Hùng miền Bắc, chứ không phải là do mà những cái tác nhân bên ngoài là rất là ít, mà quan trọng là nội tiết bên trong. Nếu như mà các bạn dùng bột nghệ ạ, bột nghệ có thể chữa cho các bạn nội tiết rồi dạ dày các kiểu này nọ, thì nó sẽ khiến cho nội tiết của mình ổn định, thì sẽ cô ấy gì mà cô ấy, nó khiến cho nội tiết của các bạn ổn định thì da của các bạn sẽ đẹp lên. Bởi vì các bạn hãy tưởng tượng cái mặt của mình chính là cơ thể của mình. Khi mà cơ thể của mình, những vùng bụng hay là nội tiết bị làm sao, nó sẽ thể hiện hết lên trên mặt nha các bạn nhé. Ở đây có bạn nào chơi bigo không ạ?
chị có quen anh Trân đâu. Ở đây có bạn nào chơi Bigo không ạ? Da của chị cũng phải chăm sóc rất là nhiều. Mụn ở lưng thì em hãy dùng bột trà xanh. Bột trà xanh tắm trắng, nó sẽ giúp cho em trị hết những cái mụn ở lưng. Vì bột trà xanh nó làm cho da mình nó mát, cho nên là nó mụn ở lưng nó sẽ bị tan đi. Cộng với nếu như mà em mà uống bột nghệ nữa thì rất là tốt. Bột nghệ nó còn làm trắng da nữa cơ. Chị uống bột nghệ da chị trắng từ bên trong và chống nắng luôn á. Đi cô, nhiều quá không? Facebook cá nhân của chị là Vũ Mỹ Linh mở ngoặc Linh Miu. Em share Bigo cho chị rồi. Và mọi người ơi, người ai mà chơi Bigo thì hãy giúp chị một tay nhé. Bởi vì là đến ngày mùng 7 tháng 7, tức là ngày kia, chị có thi vào nữ thần Bigo. Và nữ thần Bigo đó là đến hôm mùng 7 tháng 7 là thi vào đấu vô địch. Nghĩa là từ top 10 xuống top 5. Cho nên là mọi người hãy vào và ủng hộ chị. Và những ai mà có thể tặng queen cho chị thì hãy tặng queen cho chị. Bởi vì là điểm năng lượng ở trong vòng đấu vô địch được tính bằng queen. Và khi mà các bạn tặng queen, các bạn sẽ không mất tiền ạ. Bởi vì một queen là tính bằng 10 mảnh tinh, 10 mảnh tinh lại đổi ra được một kim cương. Vậy là chúng ta sẽ không mất tiền để tặng queen đúng không ạ? Và ID của chị Miu là 18069988 nhá. Mọi người đã nhớ chưa ạ? 18069988. Mọi người hãy cố gắng ủng hộ chị Miu nha, để chị Miu có thể lọt top và vào vòng chung kết. Các bạn có thể đi xem chị Miu diễn tập hay là hay là thi vòng chung kết nhá. Da khô à? Da khô thì em dùng tinh bột nghệ hoặc là trà xanh. Đúng rồi, 18069988. Mọi người hãy vào và ủng hộ chị nhé. Mọi người hãy ghi nhớ cái ID của chị Miu, để lúc nào mà chị Miu online trên Bigo thì mọi người hãy theo dõi và vào xem chị Miu hát nhảy nha. Cảm ơn chị Hương Nguyễn. Facebook cá nhân của chị là Vũ Mỹ Linh mở ngoặc Linh Miu nhé. Những bạn nào mà muốn tư vấn thêm về da thì các bạn hãy vào Vũ Mỹ Linh mở ngoặc Linh Miu và hỏi ở đó. Chị sẽ tư vấn thêm cho các bạn ở đó, vì chị bán hàng ở trên Facebook cá nhân nhé. Ăn trứng. Mọi người đã nhớ cái ID của Bigo Life của Miu chưa ạ? Cảm ơn Thành Thăm Thả. Cảm ơn xóa hết. Facebook cá nhân của chị là Vũ Mỹ Linh mở ngoặc Linh Miu nhá. Giảm cân thì chị có bột đậu giảm cân và tăng vòng 1 luôn đó. Mụn viêm ở lưng em dùng bột trà xanh nhá.
Chị trả lời em rồi mà, chị không bán son. Cảm ơn Boy Bùi, chào Quỳnh Mai. Sao không nói đi mình sẽ chia tay, người muốn xa em cơ, vì sao không nói một lời, nào có trách đâu sâu trong tình yêu đã quên đi được nhau thì buông tay. Cảm ơn xóa hết. Đừng lừa dối cho con tim mơ mộng. Mọi người ơi, mọi người hãy vào Bigo Live và vào ID của Linh Miu 18069988 để có thể theo dõi và xem Linh Miu hát nhảy nhé các bạn nhé. Và hãy ủng hộ nữ thần Bigo giúp Linh Miu nhé. Chào Trần Đăng Tú. Bột trà xanh là kiểu như dạng đắp ấy, tức là mình vừa tắm vừa đắp luôn. Nó giúp cho da mình sáng hơn và trị viêm mụn á. Đắp 20 phút ấy, rồi tắm lại với nước sạch ấy. Trộn với cả sữa chua hoặc là sữa tươi không đường. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Hà. Tẩy da chết chỉ làm cho những cái sừng, những cái da chết của em bong ra thôi. Còn em phải dùng bột trà xanh khiến cho da mình nó mát hơn, thì da của em nó mới không bị mụn nữa. Và uống tinh bột nghệ nhiều vào. Em lên trên mạng em search bộ dưỡng da Hoàng Cung ấy, bán nhiều mà. Đợi cơm ăn cho chút. Ba lần, tuần đắp ba lần nhá. Mọi người hãy vào Vũ Mỹ Linh mở ngực Linh Miu để tư vấn thêm về da nhá. Còn bây giờ Linh Miu ăn cơm đây ạ. À không, Linh Miu sẽ sang Bigo Live để sang Bigo Live để livestream. Và những ai mà dùng Bigo Live thì hãy tìm 18069988 để theo dõi Linh Miu nhá. Cảm ơn các bạn. Bây giờ Linh Miu sẽ sang Bigo Live đây ạ.